Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm, ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Các địa phương trong tỉnh cần tập trung tối đa nhân lực, vật lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế xã hội. Sinh viên Lâm Đồng tình nguyện đến tỉnh Bình Dương hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Bắt nhóm thanh niên tụ tập mừng sinh nhật sử dụng ma túy trong mùa dịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 22 tháng 7, ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự còn có các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, toàn tỉnh cách ly 20.218 người. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 185 trường hợp, cách ly tập trung 2.111 trường hợp, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú 17.922 trường hợp. Ghi nhận 26 trường hợp dương tính với COVID-19, chủ yếu là lái xe, trong đó có 3 trường hợp đã được xuất viện. Riêng về công tác tiêm chủng vaccine COVID mở rộng, dự kiến tỉnh Lâm Đồng sẽ tiêm cho 11 đối tượng theo quy định. Số liều vaccine tiêm là 31.170 liều, trong đó AstraZeneca 30.000 liều, Pfizer 1.170 liều. Từ ngày 18 tháng 7 năm 2021 đến nay, đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho lái xe, phụ xe tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh là 725 trên 1.667 trường hợp. Hiện các huyện thành phố đang tiếp tục triển khai tiêm. Tại hội nghị, các đại biểu ở một số sở ngành và các địa phương đã kiến nghị thêm một số nội dung như cần thành lập thêm cơ sở cách ly để đón con em Lâm Đồng đang ở các tỉnh thành khác về quê, hỗ trợ thêm nhân viên y tế, nguồn nhân lực tăng cường cho tuyến dưới, phân bổ vaccine cho các địa phương cho hợp lý. Một số thôn không ghi nhận thêm ca mắc trong 21 ngày được dỡ bỏ phong tỏa. Các nhà xe kinh doanh vận tải hàng hóa cần gắn các thiết bị giám sát trên xe để kiểm soát được hành trình di chuyển. Triển khai cho các xe chở hàng hóa giao nhận hàng tại một điểm tập trung, công tác quản lý hàng hóa, tiến độ triển khai gói hỗ trợ cho các đối tượng ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương đã thực hiện tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp với biến chủng mới Delta, nên các cấp các ngành không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết lý do vì sao chúng ta chưa áp dụng chỉ thị 15-16 trên địa bàn toàn tỉnh là vì tỉnh tạo điều kiện tốt nhất gắn phòng chống dịch với phát triển kinh tế xã hội. Vì thế thời gian qua có những nội dung biện pháp phòng chống dịch rất cao để phù hợp với thực tế, theo diễn biến của tình hình dịch để đưa ra quyết định. Nhiệm vụ sắp tới cần tập trung quyết liệt cho công tác chống dịch, đề nghị bí thư các huyện thành phố quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo các cấp để cụ thể trách nhiệm từng cấp, từng ngành, từng cá nhân. Các cấp các ngành chủ động xây dựng kịch bản để ứng phó tình huống phát sinh dịch trong thời gian tới, thực hiện tốt các nguyên tắc phòng chống dịch, phát hiện sớm, truy vết, cách ly, khoanh vùng, dập dịch nhanh. Công tác quản lý người ra vào địa phương phải thật chặt. Các địa phương phải có biện pháp cụ thể để quản lý đội ngũ lái xe, tạo điều kiện nơi ăn, ở cho tài xế xe tải đường dài. Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu đề xuất luồng xanh trong tỉnh, phải tạo điều kiện luồng xanh cho xe vận tải lớn nhỏ trong tỉnh, tăng cường quản lý các chốt ra vào địa phương, triển khai nhanh về gói hỗ trợ của chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng để phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, ngoài các giải pháp nêu trên thì phải rất cần ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Kết luận hội nghị, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương cần nhất quán các chủ trương của chính phủ và của tỉnh, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nâng công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 lên mức độ cao nhất. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành, trong đó đề nghị các sở ngành địa phương cần xây dựng kịch bản, phương án cụ thể cho từng thời điểm về phòng chống dịch, quản lý chặt đội ngũ lái xe hàng hóa và các đối tượng lao động,
thực hiện phân công làm việc trực tuyến theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hạn chế các cuộc họp đông người không cần thiết, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm, hóa chất theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng các phương án về cơ sở cách ly, cơ sở điều trị, chủ động rà soát năng lực tiếp nhận của các cơ sở lưu trú, phải miễn phí chỗ ngủ cho người lưu trú cách ly, không đòi hỏi đáp ứng nhu cầu tối đa mà đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho người lưu trú cách ly. Các tổ COVID cộng đồng cần phát huy vai trò đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng để không bỏ sót các trường hợp đi về từ vùng dịch. Ưu tiên tiêm vaccine cho toàn bộ lực lượng lái xe, một số đối tượng trong đó có chức sắc tôn giáo. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành liên quan cần xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế, các chỉ tiêu phát triển của tỉnh để đảm bảo mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương triển khai ngay gói hỗ trợ, phải luôn quan tâm giúp người dân ổn định cuộc sống, đảm bảo cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Về thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo huyện Đạ Tẻ và Sở Giáo dục Đào tạo đảm bảo an toàn trong công tác thi và phòng chống dịch, xét nghiệm RT-PCR cho tất cả học sinh thi đợt 2 và tổ chức thi khu vực riêng cho trường hợp học sinh có yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng dịch, phong tỏa giãn cách theo chỉ thị 16. Dịp này, 25 tập thể và 28 cá nhân đã nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vì có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sáng nay, tỉnh đoàn Lâm Đồng đã tổ chức lễ xuất quân đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch COVID-19. Tham dự có ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, trường Đại học Dược Sen và 57 sinh viên tình nguyện. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh đoàn đã trao quyết định thành lập đội hình thanh niên tình nguyện cho 57 sinh viên tình nguyện hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch COVID-19. 57 sinh viên của trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng và Đại học Dược Sen là 57 bông hoa tươi thắm, thể hiện cho sức trẻ, tinh thần xung kích của tuổi trẻ Lâm Đồng đã không quản hiểm nguy, xung phong đi vào vùng tâm dịch, mang cả tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, kiến thức đã được học tập để hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu tại tỉnh Bình Dương về công tác chuyên môn, hỗ trợ khám sàng lọc, phục vụ công tác bảo đảm y tế tại các khu cách ly, góp phần đẩy lùi dịch bệnh tại Bình Dương. Phát biểu tại buổi lễ xuất quân và trao tặng những đóa hoa tươi thắm cho đội hình thanh niên tình nguyện, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Quận xúc động và ghi nhận tinh thần tình nguyện của 57 sinh viên ngành y của hai trường. Đồng thời nhấn mạnh, cuộc chiến chống dịch COVID-19 là một cuộc chiến đầy cam go, thử thách. Thời gian qua, toàn đảng, toàn quân và toàn dân, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu đã hết sức nỗ lực trong công tác kiểm soát, phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp và kéo dài, đặc biệt là các tỉnh có số ca nhiễm cao như Bình Dương, rất cần đến sự chung tay góp sức của các địa phương khác. Hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh Bình Dương, Thường trực tỉnh ủy hoan nghênh sự linh hoạt chủ động của Ban Thường vụ tỉnh đoàn trong việc huy động thành lập đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tỉnh Bình Dương đã huy động 50 sinh viên ngành y của Lâm Đồng hỗ trợ tham gia chống dịch. Tuy nhiên, đã có 57 em đăng ký xung phong, không một em nào rút tên khỏi danh sách. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ tích cực chấp nhận mọi gian khổ hiểm nguy, đặt sức khỏe tính mạng của nhân dân lên trên hết. Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng cũng căn dặn các bạn sinh viên tình nguyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Bình Dương cần phải tự biết chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình, tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch tại địa phương nơi thực hiện nhiệm vụ. Bí thư tỉnh ủy và Phó Chủ tịch tỉnh, lãnh đạo tỉnh đoàn và trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, trường Đại học Dược Sen đã tiễn các bạn sinh viên lên đường với những lời chúc sức khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và hẹn gặp lại các em trở về an toàn trong ngày hội quân. Trước đó, 57 sinh viên đã được nhân viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng tập huấn nghiệp vụ chuyên môn trong công tác hỗ trợ chống dịch COVID-19. Được biết, tỉnh ủy, nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ mỗi bạn sinh viên 7 triệu đồng khi thực hiện nhiệm vụ tại Bình Dương. Nhằm động viên cán bộ chiến sĩ làm công tác phòng chống dịch, ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm tặng quà cho lực lượng tuyến đầu trên địa bàn huyện Đơn Dương. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Ca Mát ghi nhận đánh giá cao các lực lượng chống dịch của huyện Đơn Dương trong thời gian qua, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động kịp thời truy vết khoanh vùng các ca COVID-19, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng Đơn Dương cần tăng cường hơn nữa trong việc kiểm soát người ra vào địa phương,
không được lơ là chủ quan, bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh, đặc biệt là phải chủ động linh hoạt trong việc phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất, thực hiện tốt an sinh xã hội. Thay mặt đoàn công tác, ông Ca Mát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh đã trao tặng 200 triệu đồng từ quỹ phòng chống COVID-19 của tỉnh cho lực lượng phòng chống dịch huyện Đơn Dương. Tại chốt kiểm dịch Eo Gió trên quốc lộ 27 giáp ranh giữa Ninh Thuận và Lâm Đồng, đoàn công tác đã ghi nhận lực lượng trực chốt ở đây thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhiệt tình hướng dẫn người dân phương tiện khai báo y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi đi qua chốt. Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh mong muốn các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại đây tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, chung tay cùng với tỉnh nhà sớm đẩy lùi thành công dịch COVID-19. Đồng thời đã trao tặng 20 triệu đồng cho lực lượng làm nhiệm vụ chốt kiểm dịch nhằm động viên khích lệ lực lượng phòng chống COVID-19 tại đây. Thưa quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng về đợt thi đua cao điểm toàn dân đoàn kết quyết tâm phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Kính thưa đồng bào, đồng chí, hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên toàn quốc. Riêng tỉnh Lâm Đồng, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh chủ yếu qua các lái xe, phụ xe, vận chuyển hàng hóa và người dân di chuyển từ vùng dịch về tỉnh. Thời gian tới, nếu lơ là chủ quan, không thực hiện quyết liệt có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, thì nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xâm nhập lây lan trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Nhằm huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và của hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân, phát huy tối đa tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp trong phòng chống dịch, nâng cao ý thức tự giác của từng người dân, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong thực hiện phòng chống dịch. Với tinh thần, chống dịch như chống giặc, phòng chống dịch bệnh COVID-19 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Mỗi khu dân cư, xã, phường, thị trấn, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch. Mỗi người dân là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận chống dịch. Quyết tâm không để dịch lây lan, bùng phát, đảm bảo từng người dân, hộ gia đình an toàn, khu dân cư an toàn, xã phường thị trấn an toàn, cơ quan đơn vị, xí nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp an toàn, góp phần xây dựng huyện, thành phố an toàn và cả tỉnh Lâm Đồng an toàn trước dịch bệnh COVID-19. Thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tha thiết kêu gọi đồng bào, đồng chí thực hiện đợt thi đua cao điểm toàn dân đoàn kết quyết tâm phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với các nội dung cụ thể như sau. 1. Mỗi tập thể cá nhân tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước, của tỉnh và của ngành y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện tốt thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Hạn chế tiếp xúc, không tổ chức ăn uống và các hoạt động vui chơi giải trí đông người tại nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Tích cực tự giác tuyên truyền, vận động người dân, gia đình và mọi người xung quanh tham gia phòng chống dịch bệnh. 2. Mỗi người dân tùy điều kiện tích cực tham gia các tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng ở khu dân cư, phát huy trách nhiệm công dân, tinh thần tự quản, sáng tạo, nâng cao cảnh giác, phát hiện, thông báo cho hệ thống chính trị ở khu dân cư và chính quyền địa phương các trường hợp người dân đi về từ vùng dịch, đến lưu trú tại khu dân cư nhưng chưa khai báo, chưa thực hiện các biện pháp cách ly y tế, hoặc các trường hợp vi phạm quy định về cách ly tại nhà, tại các cơ sở lưu trú, tự giác trung thực trong khai báo y tế khi đi từ vùng dịch về. Trong trường hợp thực hiện cách ly y tế theo quyết định của cơ quan chức năng, phải chấp hành nghiêm các quy định về cách ly, nhất là khi được cách ly tại nhà và tại cơ sở lưu trú. 3. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành, đùm lá rách, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam, tích cực tuyên truyền vận động và tham gia chia sẻ, hỗ trợ về vật chất tinh thần với nhân dân các địa phương có dịch bệnh COVID-19 trong và ngoài tỉnh. Các cơ sở cách ly tập trung, các khu vực bị phong tỏa, giãn cách xã hội, người gặp khó khăn tại nơi cư trú, không để bất cứ người dân nào trong cộng đồng, tại khu dân cư, thôn, tổ dân phố bị đói, thiếu lương thực, thực phẩm, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu khác. 4. Tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất lương thực, thực phẩm, rau quả, các mặt hàng thiết yếu nhằm tiếp tục phát triển kinh tế, đảm bảo cung ứng cho nhu cầu tại từng địa bàn trong tỉnh, đảm bảo nguồn hàng hóa cung ứng đầy đủ kịp thời cho các tỉnh bạn, thực sự là hậu phương vững chắc của cả nước, các tỉnh Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh, Trung Bộ và Tây Nguyên. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, mỗi khu dân cư, xã, phường, thị trấn, nhà máy, xí nghiệp,
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch. Mỗi người dân là một chiến sĩ xung kích trên mặt trận chống dịch. Chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm không để dịch lây lan, bùng phát, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng cảm ơn. Đà Lạt bắt nhóm thanh niên tụ tập mừng sinh nhật sử dụng ma túy trong mùa dịch là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Nhằm chung tay với cán bộ, nhân viên Bệnh viện 175, Bệnh viện 7A, Bệnh viện 87 và Học viện Quân y, khu vực phía Nam phòng chống dịch, Học viện Lục quân đã chuyển hỗ trợ trên 20 tấn rau củ quả cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, đã có 2 chuyến xe với trên 8 tấn rau củ các loại được Học viện Lục quân chuyển đến Bệnh viện 175 nhằm chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, nhân viên bệnh viện trong việc tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch. Trong thời gian tới, Học viện Lục quân tiếp tục hỗ trợ cho các đơn vị Bệnh viện 7A, Bệnh viện 87 và Học viện Quân y khu vực phía Nam số hàng hóa rau củ còn lại. Thông qua việc hỗ trợ này, các cán bộ chiến sĩ Học viện Lục quân mong muốn chung tay giúp đỡ các lực lượng tuyến đầu chống dịch có thêm điều kiện để cải thiện bữa ăn, bảo đảm sức khỏe để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Đồng thời qua đó nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân viên, hội viên, các tổ chức quần chúng của học viện về tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thông báo khẩn về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19. Sở Y tế Lâm Đồng thông báo đề nghị những người đến các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 như sau. Trạm Y tế xã Đà Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7 năm 2021, đề nghị gọi điện thoại đến trạm y tế gần nhất, gọi điện thoại đến đường dây nóng. Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương 0942-068-088, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng 0918-564-072, 02633-816-864, Sở Y tế Lâm Đồng 0918-016-355, 0914-971-889, cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình, thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ http://tờkhaiyt.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ http://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại địa chỉ http://bluezone.gov.vn. Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 21 tháng 7, qua công tác tuần tra quản lý nắm tình hình địa bàn, Công an phường 3 thành phố Đà Lạt đã phát hiện tại căn nhà thuộc đường Đống Đa, phường 3 do ông TNT, 42 tuổi làm chủ, có biểu hiện tập trung đông người, vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện có tổng số 16 người đang tập trung tổ chức mừng sinh nhật cho ông TNT. Ngay lập tức, Công an phường 3 đã yêu cầu các đối tượng trên ngừng hoạt động tụ tập, đồng thời tiến hành test nhanh các đối tượng, qua đó phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy. Công an phường 3 đã tham mưu Ủy ban Nhân dân phường 3 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông TNT và 15 người còn lại cùng tham gia buổi sinh nhật về hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Đồng thời, triệu tập 10 đối tượng có kết quả test nhanh dương tính với ma túy để xác định tình trạng nghiện và xem xét xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 21 tháng 7, đội cảnh sát hình sự cùng đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Đà Lạt phối hợp với Công an phường 3 thành phố Đà Lạt đã tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ một thanh niên bị 4 đối tượng thanh niên khác đánh, chém, gây trọng thương, phải đi cấp cứu. Điều tra ban đầu cho thấy trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 7, trong lúc nam thanh niên HTQK, 18 tuổi, trú tại phường 5 thành phố Đà Lạt, đang ngồi chơi ở nhà bạn tại hẻm 2 đường Đặng Thái Thân, phường 3 thành phố Đà Lạt, thì có người dùng tài khoản mạng xã hội Facebook tên TB nhắn tin hẹn gặp để giao lưu phụ tùng xe mô tô. Sau đó, K điều khiển xe mô tô chạy ra chỗ hẹn. Khi đi ra đầu hẻm 2, đường Đặng Thái Thân, phường 3, thì K bị một nam thanh niên chưa rõ mặt đạp đổ xe của K. Khi đứng dậy được thì K bị 4 đối tượng gồm Phạm Ngọc Bảo, 19 tuổi, trú tại đường Hoàng Văn Thụ, phường 5,
Phạm Minh Hoàng 20 tuổi, trú tại đường Hồ Tùng Mậu, phường 3, Huỳnh Thế Bảo 16 tuổi, trú tại đường Do An, phường 5 và Trương Minh Nghĩa 19 tuổi, trú tại đường Hoàng Diệu, phường 5, thành phố Đà Lạt, lao vào dùng tay chân đánh ca. Riêng Trương Minh Nghĩa đã cầm mã tấu chém hai nhát gây thương tích vào đầu gối và vai của ca. Ngay sau đó ca đã được người dân đưa đi cấp cứu. Còn bốn đối tượng trên đã nhanh chóng bỏ khỏi hiện trường và đem cây mã tấu đến vứt xuống mương nước cạnh cầu sắt khu vực gần thác Cam Ly. Ban đầu bốn đối tượng trên khai nhận do có mâu thuẫn trong quá trình trao đổi phụ tùng xe mô tô qua Facebook nên đã đánh chém khiến ca trọng thương. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.